xem vận mệnh, tài lộc, tình duyên và gia đạo của người tuổi Ngọ qua những ngày sinh âm lịch. Về những việc xem ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Ngọ, nó có tác dụng là dự đoán về vận trình tốt, xấu, đồng thời nó là một gợi ý thiết thực khi mà lựa chọn ngày sinh cho em bé thuộc những con giáp này. Với ngày sinh, nó là một trong những yếu tố quan trọng, nó có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và cuộc đời của một người. Chính vì vậy mà việc xem bói ngày sinh hay xem ngày sinh đại cát đại lợi của người tuổi Ngọ thì thực sự là một thông tin thú vị, cần thiết mà bạn đọc cần nên phải tìm hiểu. Với trong những khuôn khổ bài viết dưới đây thì kiến thức tử vi chúng tôi sẽ cung cấp những ý cơ bản để từ đó thành cơ sở luận giải về số mệnh của người tuổi Ngọ. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là với những ngày sinh tốt nhất của người tuổi Ngọ. Đối với người tuổi Ngọ mà sinh vào ngày mùng 2 thì tuy là không nhận được sự trợ giúp từ cha mẹ và gia đình, gia tộc, nhưng lại có quý nhân vận cực kỳ tốt, thường xuyên có bạn bè che chở và ủng hộ, nên vững bước thành công sự nghiệp rất rộng rãi. Đối với người tuổi Ngọ mà sinh vào ngày mùng 6 thì là người tuổi Ngọ có mệnh tài khố, chủ về là nắm vững về tài chính và luôn có khả năng quản lý tài sản rất tốt, là người đắc tài đắc lộc, dư giả giàu có, vận may lâu dài, một đời không lo về chuyện cơm áo và gạo tiền. Còn đối với người tuổi Ngọ mà sinh vào ngày mùng 9 là một người thông minh lanh lợi, luôn có năng lực và tài nghệ nổi trội, đặc biệt là tài văn chương. Nếu như người này tiến công theo con đường học vấn thì chắc chắn sẽ hưởng vinh hoa phú quý, làm rạng danh tổ tông. Còn đối với người tuổi Ngọ mà sinh vào ngày mùng 10 thì là người đa tài la nghệ, nổi tiếng vang danh, sự nghiệp rất mỹ mãn và hài lòng, không có gì phải nghĩ ngợi, thành tựu và dấu ấn cuộc đời khiến cho người khác rất ngưỡng mộ. Còn đối với người tuổi Ngọ mà sinh vào ngày 13 là người tướng mạo đoan chính, tính cách thành thật và rất tốt bụng, làm việc gì cũng kiên trì chăm chỉ đến nơi đến chốn, nên rất được tín nhiệm và luôn được giao những trọng trách lớn. Người này có rất nhiều thành công đóng góp trong xã hội. Còn đối với người tuổi Ngọ mà sinh vào ngày 14 là người thân thể khỏe mạnh, tính cách ôn hòa và nhã nhặn, biết lễ nghĩa, coi trọng đạo lý, giữ chữ tín rất tốt, con đường sự nghiệp hanh thông, là người có chức quyền, mệnh chủ về lãnh đạo và dẫn dắt. Đối với người tuổi Ngọ mà sinh vào ngày 19 là người thông minh sáng dạ, là nhân tài xuất chúng, là người có sự nghiệp vang dội, thành công hiểm hách, vang danh tiếng xa tiếng gần. Đối với nữ mệnh thì tốt hơn nam mệnh, nếu là người phụ nữ thì khiến cho nam giới phải kiêng nể. Còn đối với người tuổi Ngọ mà sinh vào ngày 20 là người có mệnh mang phúc lớn, tướng mạo tràn đầy phú quý, con cháu đông đúc, hậu nhân giỏi giang, sống lâu trường thọ. Với gia nghiệp của người này rất thịnh vượng và là người có tài có thế, một đời phú quý, cuộc đời thì toàn vẹn, không có một điểm nào cần phải suy nghĩ và lo lắng. Còn đối với người tuổi Ngọ mà sinh vào ngày 29 là người có phúc tinh lâm mệnh, nên cầu sự thành công, vạn sự như ý, tỷ sự cát tường, thành gia lập nghiệp đều thuận buồm xuôi gió và hanh thông trôi chảy. Người này có cuộc sống giàu sang phú quý. Còn người tuổi Ngọ mà sinh vào ngày 30 là người thông minh đa tài, tướng mạo đẹp đẽ và lanh lợi, trong hôn nhân thì như ý, cuộc đời luôn bình an và cát tường, làm việc gì cũng thông thuận và dễ dàng. Người này có cuộc sống giàu sang, có con cháu đầy đàn. Và các bạn thân mến, về thứ ba là về xem bói ngày sinh cho người tuổi Ngọ. Ngoài những ngày sinh tốt đẹp của người tuổi Ngọ trên, thì bạn đọc hãy tra cứu thông tin về các ngày sinh còn lại theo danh sách dưới đây và căn cứ vào đó để phát huy những thế mạnh và bài trừ những điểm xấu, để giúp cho vận trình của mình tốt hơn và có một định hướng đúng đắn hơn cho cuộc đời của chính mình. Thứ nhất là đối với người tuổi Ngọ mà sinh vào ngày mùng 1, đó là người có hôn nhân không thuận lợi, tình cảm nhiều chuyện phiền muộn, rất nhiều tai nạn, về vận trình không trôi chảy và thuận lợi, không cố gắng tiến lên ắt sẽ bị thụt lùi và bị vùi dập trong xã hội. Còn đối với người tuổi Ngọ mà sinh vào ngày mùng 3 là người lương thiện, tâm địa thì từ bi nhưng lại lòng tốt, thường bị người khác hiểu nhầm, không được đền đáp, vì vậy cần phải đề phòng miệng lưỡi thị phi,
chịu rất nhiều tai tiếng không tốt trong cuộc sống. Chính vì vậy mà người này khi ra đường ăn nói là phải khiêm tốn. Còn đối với người tuổi ngọ mà sinh vào ngày mùng 4 là người có số đào hoa tọa miệng. Người này tính tình phong lưu, luôn thích chuyện phong ba tuyết nguyệt, có một đời thanh đạm không giàu có nhưng về chuyện tiểu sắc lại rất tốt. Còn đối với người tuổi ngọ mà sinh vào ngày mùng 5 là người đa tài đa nghệ, giỏi giang linh hoạt, rất nỗ lực tiến thủ, luôn cố gắng làm việc. Người này làm nên công danh và song toàn, tài lợi đầy đủ, không gặp nhiều khó khăn và cản trở trong cuộc sống. Còn đối với người tuổi ngọ mà sinh vào ngày mùng 7 là mệnh cô độc, không có bạn đời phù hợp, lúc nào cũng tự thân lập thân, không người chia sẻ, mệnh này nửa phúc nửa họa. Công danh sự nghiệp thì vô vọng nhưng kinh doanh lại phát đạt, buôn bán của người này rất thịnh. Đối với người tuổi ngọ mà sinh vào ngày mùng 8 là người có số phải rời xa quê hương để lập nghiệp, tất bật hối hả, bôn ba nhiều nơi, luôn có quý nhân phù trợ nên may mắn cũng nhiều, cuộc đời không có lúc nào là khốn khổ. Còn đối với người tuổi ngọ mà sinh vào ngày 11 là người không thể giữ được tiền, gặp rất nhiều rủi ro và phiền phức, mưu tính việc gì cũng không như ý, không dựa vào người thân nên vận trình gặp nhiều hung, nhiều cát, hung thì nhiều hơn cát, không thể là không đề phòng trong cuộc sống. Còn đối với người tuổi ngọ mà sinh vào ngày 12 là người phạm tiểu nhân, thường xuyên dính vào chuyện thị phi quan tai, kinh doanh thì không có lợi, chìm nổi bất định. Người này hay bị hãm hại, họa từ miệng mà ra là rất nhiều, không có số kiếm tiền. Còn người tuổi ngọ mà sinh vào ngày 15 là người thích hư vinh, ưa nịnh hót, tham rượu ngon người đẹp, tính cách thì hay khoa trương phô diễn nhưng không có thực chất, có một đời chìm nổi bất định, luôn bôn ba, người này có số vất vả. Còn người tuổi ngọ sinh vào ngày 16 là người sinh ra đây là một người gan to lớn mật, tính cách hung hăng sốc nổi nên cuộc đời nửa mừng nửa lo. Người này là cuộc sống có hung có cát, trùng trùng bất định, trong cuộc sống không lúc nào sung sướng. Với người tuổi ngọ sinh vào ngày 17 là người coi bốn bể là nhà, hôn nhân nhiều sóng gió và căng thẳng, luôn gặp nhiều trắc trở, con cái không nhiều, một đời khóc nhiều thì cười ít, hạnh phúc ngắn ngủi, cay đắng là nhiều. Còn người tuổi ngọ sinh vào ngày 18 là người có uy quyền, người này tính tình kiên cường, vì dân vì nước, công lao to lớn nhưng lại gặp nạn lao tù, vướng mắc với pháp luật và nhiều lần thất bại trong những việc kinh doanh. Nếu có thể thấy biến không lui, đứng lên làm lại thì tuổi già sẽ có phúc. Người tuổi ngọ mà sinh vào ngày 21 là người có số đào hoa chiếu mệnh, một đời họa tiểu sắc, không đâu vào đâu, yêu nhiều quen nhiều nhưng cuối cùng vô ích, phong lưu thành tính, tự làm tự chịu. Còn người tuổi ngọ mà sinh vào ngày 22 là người một đời nhiều khúc chiến, thay đổi liên tục, con cái bất hiếu, mệnh khổ, nữ mệnh thì khắc chồng, nam thì hại vợ, luôn lo buồn càng nhiều thì người này có số đoạn thọ. Người tuổi ngọ sinh vào ngày 23 cũng là một trong số những ngày sinh tốt của người tuổi ngọ, là người đa tài đa nghệ, có thể là cạnh tranh chức vụ, tiến thân trên con đường quan lộc, nhưng về kinh doanh buôn bán mới phát tài hơn. Cuộc đời không có họa lớn nhưng đôi lúc gặp họa nhỏ, không quá nguy hiểm. Còn người tuổi ngọ sinh vào ngày 24 là người tham rượu, háo sắc, mê sắc dục nên hàng việc. Người này phong lưu khó sửa, ăn chơi tối ngày, không lo làm ăn nên không thể thành nghiệp lớn. Người tuổi ngọ mà sinh vào ngày 25 là người kinh doanh như ý, tài lộc hanh thông, quan hệ xã hội tốt, thường xuyên được mọi người ủng hộ nhưng về vận trình không được hoàn mỹ, trong nhà luôn bất ổn, không được an yên. Người tuổi ngọ mà sinh vào ngày 26 là người sướng khổ song hành, có buồn có vui, năng lực thì tốt, điều kiện thì mạnh nhưng gặp khá nhiều chướng ngại, phải trải qua nhiều thử thách sẽ thành công, cũng có một thời giàu có. Người tuổi ngọ sinh vào ngày 27 là người một đời lao khổ, tuy là tiền nhỏ thì không ngừng tới nhưng tiền lớn thì không có, tài lộc đổ dùng chứ không dư giả, người có phúc khí nhỏ nhưng vẫn gặp chuyện mất mãn lớn. Người tuổi ngọ sinh vào ngày 28 là người mệnh quan tai nên đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở, bị người khác khám hại là thường xuyên, người này khó an phận thủ thường, cuộc đời lên voi xuống chó, lúc tốt lúc kém, bất định trong cuộc sống.
Với những ngày sinh đại cát của người tuổi Ngọ không nhiều, nếu muốn sinh con trong năm này thì bạn cũng phải nên lựa chọn từ trước, phải có kế hoạch chuẩn bị để căn cước chuẩn bị ngày. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này là người có thể tham khảo về thông tin vận trình để biết về cuộc đời của mình và có thêm lưu ý tránh khỏi hung hiểm, phát huy lợi thế cho đường công danh thuận lợi hơn. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.